Rồi mình vô nha. Rồi. À, cái khóa học mà về cái 90 days up của Tomato Hường từ tháng 12 cho tới ngày hôm nay đã là tháng 10 rồi. Đó, và giữa giữa tháng 10 là chúng ta cũng đã trải qua là 10 tháng rồi. Thì bây giờ mấy anh chị em á là hãy cho biết được rằng là gì, đầu tiên là gì, là sau 10 tháng như vậy thì mấy anh chị em có thể đạt đạt được cái gì từ cái khóa học hay không, và nêu cái cảm nghĩ của mình và cái điều mà mong muốn của mấy anh chị em đối với lại cái việc mà có thành tích hoặc là có cái kết quả từ cái khóa học hay không, là mấy anh chị em muốn như 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 thế nào nha, mấy anh chị em nha. Rồi bây giờ có thể là bây giờ là mời mời đầu tiên là mời anh Ngọc Khương đi, anh Khương Ngọc. Rồi tất cả những anh chị em khác có thể là vui lòng là tắt mic nha, để cho ông từng người nói thôi. Rồi xin mời anh Khương Ngọc. Rồi, chào tiếp viên, chào mọi người. Thực ra là bản thân mình thì mình cũng tham gia là nhiều lĩnh vực khác, nhưng mà sau khi thời gian là làm nhiều lĩnh vực khác nó không được thì mình chuyển sang lĩnh vực này làm. Nhưng mà trong cái thời gian mình học thì mình thấy chả thấy có cái chia sẻ được cái gì. Thứ nhất là như nhiều cái nguồn mình trước khi lúc mình học ấy, mình học 1 2 buổi, nhiều người chia sẻ trên mạng về những cái thông tin về Hường. Lúc đấy mình không tin, mình thấy mọi người nói là toàn những video cổ, mà thực ra mình lúc nào mình học cũng toàn những cái video từ mãi từ năm 2018 ấy. Mình xem lại mà lúc đấy Hường cho tài khoản mình để vào truy cập vào cái trang web của Hường ấy. Xem thì toàn những video cũ, chả những cái đấy thì thực ra cái hình thức kiếm tiền online thì như nhiều cái nền tảng khác mình nó thay đổi liên tục, không phải là nó cố định là cái hình thức mình làm, nên nó luôn liên liên tục phải cập nhật sang các cái thủ thuật mới thì mình mới có thể mình làm được. Nó thay đổi liên tục, cái thuật toán của nó thay đổi. Vừa cả cập nhật thì toàn những cái cũ kia mình xem, thì xem đi xem lại rồi thực hành theo các cái video đấy thì nó thực hành, thì nói những bọc bõm, mình xem trên cái video đấy thì mình làm nhưng mà chả được cái gì cả. Thứ hai nữa là trong cái lúc học ấy thì thường hướng dẫn, rồi cái lúc mà giáp Tết, khi mà lúc gần cận Tết thì lúc đấy trước lúc đấy là không biết có mọi người có ghi lại cái video đấy không, nhưng mà thường bảo là để giờ, chờ lúc đấy là tài khoản binh nó không, mình không lập được nữa thì chờ để thường chuẩn bị là tìm cái phương án mới để hướng dẫn mọi người lập tài khoản binh. Lúc đấy nghỉ Tết, giáp Tết xong rồi nghỉ Tết, xong ra Tết thì hẹn thế, xong từ lúc ra Tết thì suốt cũng chả thấy có cái thông tin gì update. Rồi những về những cái khóa học ấy, dần dần theo thời gian nó cũng im mặt dần đi, chả thấy có thông tin gì hưởng update mới cho mọi người hoặc là hướng dẫn cái gì đó. Mọi người thì có một số người thì là cũng chắc liên hệ cũng với Hường, Hường lại mở thêm tài khoản này vào phần 1, phần 2 đấy. Thế bản thân mình thì mình không có thời gian mấy, nhưng mà xem những cái video đấy rồi làm thì những cái phần sau nó còn khó, mà mình cũng tham khảo trên mạng những cái sau về làm những cái free traffic ý nó khó hơn nhiều. Mà cái phần chủ yếu Hường lúc đấy Hường nói là chủ yếu là về chạy chạy quảng cáo là chính thôi. Thế khi đó thì không không hướng dẫn được mở tài khoản, rồi tức là từ đấy chả làm được gì nữa, ngừng suốt. Đấy cũng như không biết là mọi người như nào, nhưng mình nhìn từ sau hồi đấy thì cũng ngừng suốt, nó chả có cái động lực gì để làm cả, nên là cũng không ấy gì đâu. Vậy như vậy bạn anh Ngọc Khương Ngọc cho biết là như vậy Theo là có hiệu quả hay không? anh thấy nó chẳng có hiệu quả thì chưa làm được cái gì trong khóa học đấy. Dạ, như Đấy, vậy và những cái video đấy nó quá cũ rồi, nó không còn phù hợp với cái hình thức hiện tại. Bây giờ thuật toán nó thay đổi nhiều, nhiều cái nó thay đổi, không update lên thì cũng không không sử dụng nữa. Nói chung là những cái video đó không không sử dụng được thời điểm hiện tại mình học. Rồi rồi Đối như với vậy mình thì thì bây giờ anh theo anh là anh mong muốn gì? Bây giờ nó theo không hiệu mình quả rồi. Ok. theo mình bây giờ thì bây giờ học hành thế như thế thì nó cả khóa học theo bao lâu nay ở thì mình bây giờ mình nghĩ là nên hoàn lại tiền học phí cho mình. Nói thật thì
Thế còn anh em thì bản thân mình thế, còn anh em thì sao, anh em ý anh em thế nào? Rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh Khương Ngọc nhiều nha. Ok, rồi bây giờ đến xin mời anh Nguyễn Hoàng. Chào các bạn, chào anh. Thì mình cũng tham gia khóa học của cô Tô Ma Tô Hường một thời gian, thì cũng nói chung là kiến thức thì rất là cũ đấy, kiến thức rất là cũ, mà tài khoản Binh thì không lập được đấy. Cô thì không có cái giải pháp gì cho nhóm, cũng như là đặc biệt là cái hỗ trợ support của cô là quá kém đấy, quá kém, mà chả có giải pháp gì cả. Mà các cái chiến lược của cô thì mình có thử mình áp dụng sang bên Google AdWords ấy, thì nó cũng chả có hiệu quả nữa, tức là các cái chiến lược đấy nó quá cũ rồi, bây giờ thuật toán nó đã thay đổi rồi, lấy cái chiến lược đấy ra nó cũng chả có hiệu quả gì. Thì chốt lại mình thấy là với cái khóa học cái đầu tiên là mình thấy buồn nhất là cái thái độ của cô, một người mà nhận rất là nhiều học viên, học phí cũng rất là cao, nhưng mà cái thái độ support là gần như chả có cái gì cả, mà xong cái sự vụ này là gần như là làm ngơ để cho nó qua đi, mọi người quên đi ấy, mọi người dần dần quên đi, không ai đả động đến nữa, là coi như xong thu tiền học phí là xong đấy. Thì mình rất là buồn, và chốt lại là mình không nhận được bất kỳ một giá trị gì từ khóa học này, và mình mong muốn là hoàn phí Ok. đấy, và buồn nhất là thái độ của cô đấy. Rồi. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Hoàng rất nhiều. Vậy là coi như là thực sự thì về về cái phần mà bên Bing á, về cái phần mà nội mà về cái phần từ khóa thôi là nó đã khác rồi, bên Bing với là bên bên Google nó đã khác rồi. Google thì nó cũng lắm là 20 từ tới 30 từ thôi chứ nó không có nhiều giống như Bing được. Đó thì nói chung là không hiệu quả. Ok. Nói chung là không hiệu quả. Và bây giờ là Không anh Nguyễn Hoàng hoàn phí. là ok, là muốn là sẽ là hoàn hoàn tiền lại đúng không ạ? À? Rồi ok Được rồi, rồi. cảm ơn anh Nguyễn Hoàng nhiều nha. Rồi bây giờ mời bạn Trần Thị Hải. Mở mic lên Hải ơi, mở mic lên. Rồi em mời rồi. Tức là sau khi mà tham gia cái khóa học mà 90 day up của cô Tô Ma Tô Hường, thì em cũng nhận thấy là không có một, em không nhận được cái giá trị gì hết, thậm chí em mất rất là nhiều thời gian, gần một năm trôi qua rồi, và cũng mất rất là nhiều tiền. Ngoài cái tiền học còn phải tốn tiền mua hosting rồi domain đủ thứ trên đời, mà tốn rất là nhiều công sức, và kết quả thu được là không có gì hết. Và đúng là nói như các bạn, là thất vọng nhất là cái thái độ của cô. Tức là mình đã tham gia rất nhiều khóa học, nhưng mà chưa có cái khóa học nào mà thấy giáo viên có một cái thái độ mà giống như là đem con bỏ trời như vậy. Mà cái khóa học thì thấy trong mấy cái video để xem thôi, mà thu cái số tiền là gần 20 triệu chứ không phải là ít. Nên là nói chung là rất là thất vọng và không nhận được giá trị gì. Em cũng giống như mọi người là em mong gì, nếu mà cô thực sự mà là một cái người mà đàng hoàng với lại giữ uy tín, thì nếu mà cái kết quả không có thì nên hoàn học phí lại cho học viên. Rồi, ok, cảm ơn bạn Trần Thị Hải nhiều nha. Cảm ơn em. Rồi bây giờ xin mời bạn Văn Định. Vâng, em chào anh chị. Em thì cũng như các anh chị là cũng cùng học cùng khóa các anh chị, nhưng mà thấy sau khi em thấy thực tế là khi mà đầu tiên mình cũng nghe mọi người bên cạnh, mà em cũng tiếp xúc với nhiều học viên của bạn Hường Tomato trước, thì thấy cũng khá chất nên em cũng mạnh dạn đăng ký. Thì đăng ký xong thì vào thấy nhận thấy được những cái video, mà cảm thấy là những cái video từ năm 2018, thì với những cái video đấy nếu mà bỏ tiền ra mới cộng lên xem YouTube ấy, thì thậm chí nó còn thu cả trên YouTube. Đây là cái cảm nhận Đúng em ấy. Sau khi cái thời gian đấy thì lại cái gặp vấn đề về tài khoản Bing, mà tài khoản Bing thì lúc đấy lại bị trục trặc, mà cô giáo thì cũng không có cái hướng gì để giải quyết cho học viên, mà cũng không có định hướng gì mới, cũng không support gì trong cái thời gian đó nữa, thì gần như cả lớp mình bản thân em thế là cũng gần như không được cái giá trị gì mà để đem lại được từ cái khóa học này, vừa mất thời gian vừa mất tiền vừa mất công sức, thì như thế là nó không đáng. Thì em cũng mong muốn là mình nhận được, nhất nó không có giải pháp gì cho học viên lớp mình, thì mình muốn mong muốn là được hoàn tiền lại. Rồi, rồi, cảm ơn bạn Văn Định nhiều nha. Vậy là cái khóa học về 90 day setup này hoàn toàn là không có một cái giá trị gì cho các bạn đúng không? Rồi bây giờ nghe tiếp tiếp tục về ý kiến nha. Xin mời bạn Quỳnh.
Chào mọi người, chào anh chị. Thì em cũng đăng ký cái khóa học này là vào tháng 12 năm 2020. Thì cho tới bây giờ thì giống như anh Thành nói là đã trải qua 10 tháng rồi. Thì em khi mà em đăng ký khóa học này thì em cũng có tìm hiểu một số các khóa học khác. Nhưng mà thực sự khi mà đầu tư vô khóa học này thì cũng có niềm tin là mình học là mình sẽ nhận được một cái kết quả gì đó. Nhưng mà sau khi mà cô Hương bắt đầu dạy là vào khoảng tầm tháng 3 năm 2021, thì khi mà mọi người tham gia học thì cô Hương nói là coi video, nhưng mà giống như là cái kiểu là mấy cái video đó đã cũ rồi. Thì khi mà học xong rồi thử nghiệm là làm thử nhưng mà không tạo được tài khoản. Thì lúc đó là em nhớ là cũng đã cố gắng là add thẻ rồi cũng cố gắng làm tìm mọi cách, giống như mọi người nói là phải thử cách này cách kia. Nhưng mà sau khi mà mọi người thử không được, em thử cũng không được, thì có kiến nghị với cô Hường cũng không giải quyết luôn. Rồi cô Hường còn nói là lý do là như thế này thế kia, phải chờ thêm 1-2 tháng nữa. Rồi xong rồi mọi người cũng cố gắng nỗ lực học hỏi rồi cũng cố gắng làm. Nhưng mà cái cuối cùng là cô cũng không có sức bọc cho mọi người. Và em cũng không có thể nào mở được tài khoản, không có làm được gì hết. Thì trải qua một thời gian nữa thì cô cũng nói là mọi người nếu như mà thử cách đó không được thì cố gắng làm video đi. Nhưng mà thực sự ra video nó cũng không hiệu quả, tại vì những cái đó là những cái kiến thức cũ rồi. Và cái kết quả cuối cùng là em không học được cái gì hết. Trong suốt một thời gian là gần một năm qua, vừa mất thời gian, tiền bạc rồi bỏ ra. Em nghĩ là nếu như mà em có cái số tiền đó mà em đi đầu tư cho những khóa học khác á, nó còn mang lại cái giá trị khác cho em hơn. Còn đằng này hả, học nhiều, nhưng mà thực sự ra những cái đó là những cái kiến thức cũ, mà cô thì không có sức bột. Tính ra là cũng chả dạy được mọi người cái bữa nào hết. Chỉ có lên lên trên chỉ cho mọi người là phải coi video này, phải kêu ok. Nhưng mà thực sự ra cô giáo chả dạy bữa nào hết. Rồi suốt khi mà mọi người có cái vấn đề thì lên khi mà nói chuyện với cô giáo thì cô giáo cũng không có hướng dẫn cho mọi người là phải xử lý tình huống như thế nào. Cô chỉ nói là mọi người không có cố gắng làm hết sức, rồi sau đó là im bặt. Em không ủng hộ cái thái độ đó. Cái ý kiến của em là cô giáo thường phải coi lại và phải hoàn tiền lại học phí 100% cho mọi người. Rồi ok, cảm ơn em Bình nhiều nha. Và thực sự thì các bạn có để ý hay không là những ai những bạn nào mà đã vào lại khi mà làm về cái phần mà của bên cái content video mà của Samurai đó, là gần như là bây giờ là cái tài khoản đó là không có sử dụng được nữa. Thì Thành làm đường xuyên mà Thành vô đó thì gần như là tài khoản đó nó không có sử dụng được nữa. Và hôm bữa là Thành có chat với lại ở trên cái group mấy anh chị em nhớ không? Thì Thành hỏi ủa tại sao vậy, có ai có làm được không, tại sao vô là nó không làm được nữa. Thì là được nhận được cái sự phản hồi của cô Hường, nói là gì như là cô mới nói là cái này nó bán cho thằng PayPal, nó bán cho thằng nào gì đó, vân đủ thứ chuyện, nhưng mà rốt cuộc không có một cái gì hỗ trợ, không có một nhóm vấn đề gì để cho gọi là suôn sẻ gì cả, cứ im rồi xong hết rồi cứ kia cố gắng. Rồi ok, rồi cảm ơn Quỳnh rất là nhiều nha. Rồi bây giờ mời bạn Nguyễn Đăng Nam. Anh em đang lái xe một lúc nữa để em dừng lại, em sẽ phát biểu nha anh nhé. Rồi ok không sao gì, rồi để anh mời khác. Rồi xin mời ok, rồi xin mời bạn Trịnh Thị Hồng Đào đi. Đào ơi, em có thể mở cam được không Đào? Lúc quá. Em mở lên là em sẽ ao ra vì đang có việc gia đình. Vậy hả? Rồi vậy thôi ok, vậy em cứ việc nói đi nha. Cái cảm nghĩ của không nghe được. Ok, em cứ nói đi. Bây giờ cảm nghĩ của em sau từ tháng 12 cho đến hiện tại ngay bây giờ tham gia khóa học 90 Days Up của cô Tomato Hường, thì em cảm nghĩ như thế nào, và về cái mức độ hiệu quả và cũng như là cái sự mong muốn của em. Nói chung là em cũng giống anh như các anh chị trong lớp, trong học viên, nhưng mà em có khác với lại mấy anh chị là một tí á. Thì cái khóa học này á, thì về cái tiền phí á, thì em đóng chưa có hết, và em đóng có được có một khoản thôi chứ không có nhiều. Và sau đó em có liên hệ thì cô giáo cho là em phân nửa, thì bây giờ có khoản phí của em còn rất ít. Nhưng mà thật sự ra thì đúng ra là em nói là em không có chia sẻ, nhưng mà vì đó là cái thực trạng của lớp thì em cũng cần là có trách nhiệm chung với mọi người, thành ra em chia sẻ thật cái vấn đề này. Còn về các cái của học á, thì trước khi mình đầu tư vào một cái lớp học nào đó thì mình cũng mong muốn là mình nhận lại được các cái của về đi học á, thì mình nhận lại kiến thức. Còn về thi lần kinh tế thì mình nhận là tiền,
nhưng mà ở đây thì mình không nhận lại được gì cả. Thì trong khi đó thì có những lúc mình liên hệ với cô thì cô nói là cứ lần đây rồi cứ tin một một, nhưng mà thực tế ra những cái thông tin cô đưa ra thì kêu mình phải đi mua trong web này, mua mua hosting, mua domain rồi gì đó thì cũng mua rất là nhiều. Tính ra thì tiền học phí em nộp cho nhiều, nhưng mà cái tiền mình mua hosting này kia mình để làm á thì cũng hết một khoản. Và thật sự ra những cái video mà cô gửi thì cũng như các anh chị trong lớp cũng đã nói thì rất là cũ, từ năm 2018. Và những lúc đó, cô lên lớp đó, thì mình cũng chia sẻ, mình cũng hỏi ý kiến này ý kiến kia, thì cô có một cái thái độ là rất là lạnh lùng, có nghĩa như là giống như mình cũng thấy không được được tôn trọng, mình cũng thấy nó ép học sinh quá, ép học viên quá, okay. Rất là ép. Ví dụ như bạn nào nói đúng ý thì ok, còn bạn nào nói không đúng ý thì tách họ ra. Thì tại sao? Vì trong đó là người ta bỏ tiền ra, thì đồng tiền người ta bỏ ra thì năng lực của họ là gì, nhận lại kết quả. Nếu không được thì người ta phải cho ý kiến. Cũng giống như cô muốn làm được gì, cô muốn có tiền thì cô phải cho ý kiến, cho kiến thức người ta thì cô mới thu tiền. Với đàn này thì nó nghịch quá. Mà hiện nay á, mình thấy cô đang mở một cái nhóm Zalo là cũng đang tiếp tục những cái hành trình như vậy, thì mình cũng mong muốn làm sao đó để cho những người khác á, khi mà họ tham gia, còn một đó là họ thấy có kết quả, thứ hai nữa thì họ không có tiếp tục giống như mình. Em mong muốn như vậy. Còn về học phí của em thì không còn nhiều, ít thôi. Vậy hả? Thì là cô đã hoàn lại cho em bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ, trên 50%. Rồi, yên tâm đi. Thì sau này, sau cái đợt, sau buổi ngày hôm nay thì cố gắng sẽ hoàn lại 100% cho em nha. Cái lúc mà mình đang can với nhau đó, mình đang can với cô đó, thì em có nhắn tin lúc đó là gia đình em có việc rất là cần, mà trong thời điểm dịch cách ly xã hội em không có tiền. Sau đó em có liên hệ với cô, em xin lại thì cô cho em, lúc đó em nộp 13 triệu, cô cho em lại 7 triệu, còn 6 triệu. Cái này là không phải là cho nha, cái này là tiền của em, và như là không có kết quả để phải gửi lại cho em, chứ không phải là cho. Ok. Rồi ok, cảm ơn Đào rất là nhiều nha. Rồi ok, rồi bây giờ xin mời chị Gắn. Chị cả của lớp, xin mời chị Gắn. Chào Thanh, chào cả nhà. Cũng chẳng có vui gì khi mà lên học về những cái chuyện này, nhưng mà thực sự là như vậy. Những cái gì mà mình ngồi lại đây và nói thì toàn là sự thật hết. Mình cũng chẳng muốn nói cái điều này, nhưng mà nó đã xảy ra như vậy. Những cái video mà chị nhận á, thì chị thấy coi rất là mất thời gian luôn. Không, thay vì mà mình coi cái YouTube á, nó còn ngắn gọn hơn, nó phải còn đi vào cái mục tiêu mình hơn, và vì còn cái YouTube nó còn update từng ngày đó. Còn cái này thì nó rất là cũ, làm xong rồi vừa rất là mất thời gian, vừa mò là toàn sai. Xong rồi anh em mình thì hỗ trợ rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng thì anh em mình nếu như mà là giỏi rồi thì đâu có cần đến cô nữa. Đó, buồn nhất là cái thái độ của cô khi mà khi mình đã thẳng thắn nói với cô những cái điều đó, và mình nói mình cần cô lên để mà hướng dẫn mọi người, thì cô cứ, nói chung là ở đây không phải im nữa, mà coi như là tìm lời thoái thác luôn. Không, mình không phải là mình không ngỏ ý, mà mình đã yêu cầu mà chẳng có thấy đáp ứng gì hết á. Chả hiểu một người thầy như vậy là như thế nào nữa. Cái khoản tiền mất đó là một chuyện, còn ở đây thì nói chung là tiền, thời gian cũng là tiền bạc. Trong cái thời gian đó là chị phải dẹp hết tất cả những cái mục tiêu khác để mà tập trung vô cái mục tiêu đó, theo như là cái dạy dỗ của cô là phải kiên trì tập trung đó. Đó thì mình cũng đã kiên trì
xong rồi thì mọi cái nó chẳng đẹp một cái gì hết. Và cái này thì chị thấy là mình chưa có coi như là cái khoản đó là đã đưa cô rồi, nếu như giả sử mà mình còn giữ cái khoản đó thì mình đã có thể đầu tư vào cái khác, nó cũng đã sinh lời, nó có những cái kênh đầu tư á mà về sau chị làm á thì nó có thể sinh lời gấp đôi gấp ba luôn rồi đó, mà bây giờ chưa tính lãi nữa mà không biết là đòi lại thì như thế nào, nhưng mà chị cũng mong muốn là đòi lại cái khoản tiền của mình. Dạ, ok, như là chị muốn hoàn lại 100% đúng không? Đúng rồi, tại vì thực sự nó không có hiệu quả gì hết đó, mà nó còn gây ra những cái hệ lụy cho mình nữa. Thì tức nghĩa là coi như là thay vì nếu như mà cho dù chúng ta có đầu tư một lĩnh vực nào đó, khi mà chúng ta lỗ hay là chúng ta bị mất tiền thì chúng ta còn có một cái bài học kinh nghiệm là tại sao đó, còn cái này là gì, còn hoàn toàn chúng ta vô chúng ta cũng chẳng biết là tại sao cả, đúng không vậy? Đúng rồi. Đó, chẳng biết tại sao cả, chơi không biết gì cả. Còn một yếu tố nữa là khi mà cô marketing để mà mình đóng tiền vào á thì cô đưa lên cái bên S đó, cái tài khoản bên á, coi như là anh chị em mình đều không biết là còn có 1, 2, 1, 3 gì nữa. Tụi mình chỉ biết là cái bên S đó là làm ra tiền như vậy, và nó cũng khá là dễ dàng, nó cũng không có phải là khó khăn như vậy đó, thì mình mới đầu tư vào thôi. Còn nhưng mà về sau á, cái vấn đề chính là cái bên S đó nó lại không có hoạt động, lại không làm được, và mình cũng nói là cô không nói gì hết. Còn những cái sau này cô nói là cô có thể dùng những cái khác, cổ thay thế. Cô có nói là cổ update những cái chương trình mới, nó giá trị hơn. Nhưng mà thực sự thì cái đó cô đâu có nói từ ban đầu, và mình cũng đâu có mong cầu những cái giá trị đó. Thì đáng lý ra cô phải ngồi lại thỏa thuận với mình. Nếu như giả sử mình không đồng ý thì cô phải coi như là có một cái cách xử sự hoặc một cái cách hướng dẫn nào đó để thực sự đem đến kết quả như là cái lời ban đầu của marketing. Cái này là có thể, nếu như mà cộng lại cái số tiền cao á thì có thể là tội hình sự đó, tại vì là cái này là cố tình lừa đảo với cái mức đầu, với cái mức mà nếu mà khép vào tội hình sự là thật á, là cố tình lừa đảo với cái mức, cái này là cái học phí mà cổ thu được một cái khóa học á cũng trên 500 triệu đó. Cái hình sự dành cho 500 triệu là không có ta, không có thấp đâu. Chỉ cần trên 2 triệu thôi là đã ghép tội hình hình sự được rồi, chứ chưa đến 500 triệu. Cái 500 triệu là nó cực lớn, còn cái 2 triệu thì nó đã là hình sự rồi. Rồi ok, cảm ơn chị Gắn rất là nhiều nha. Rồi xin mời khoan cho em nói thêm chút nữa. Em tiếp cái lời của chị Gắn. Để em thấy bức xúc. Khoan em ơi. Em khoan này nè, đợi chút. Đợi thì bây giờ thì anh Nam á. Em đang ở bên chỗ nào nhỉ? Rồi, tại vì anh Nam đang chạy xe, anh Nam phải dừng lại nên ưu tiên cho anh Nam nói trước nha Hải nha. Dạ. Rồi anh Nam ơi, em mời anh Nam phát biểu. Dạ anh Thanh ạ, em chào anh Thanh nhé. Em chào mọi người ạ. Thì em cũng hoàn toàn đồng ý với các anh chị thôi. Thì bây giờ là kiến thức bây giờ là cũ quá, mà cái thái độ của, đặc biệt là cái thái độ của Hường qua những cái buổi mà tổ chức Zoom cũng như là trong quá trình hướng dẫn mọi người, là một người hướng dẫn định hướng, nhưng mà cái thái độ của Hường khi mà mọi người gặp vào trong cái tình trạng như vậy thì cũng không có hướng giải quyết, thậm chí là thờ ơ, đánh lạc hướng, coi như là cũng không quan tâm, mặc kệ mọi người. Theo em đây là khoa học không chất lượng, và em nghĩ là hoàn lại tiền cho mọi người là xứng đáng. Thì quan điểm của em cũng như tất cả các anh chị thôi. Những cái gì họ không mình đã bỏ tiền ra nhưng họ không làm được những gì chúng ta kỳ vọng thì chúng ta hoàn toàn có thể đòi lại tiền. Rồi. Xin hết nhé. Rồi ok, cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Nam nhiều nha. Rồi bây giờ Hải ơi, em tiếp lời đi Hải. Dạ đúng rồi, là giống như chị Gắn nói, có nghĩa là cô cứ mỗi lần đề cập thì cô cứ bảo là do mình chưa cố gắng. Nhưng mà em tự hỏi là nếu mà cái lớp hiệu quả thì nhiều 20 con người, tại sao không có một người nào có kết quả? Và trong khi có những người cũng khá là rành về tin học, chẳng như là anh Thành này, anh Khừa, anh Khương này, rồi là bạn Đình này, một số anh Hoàng này, nó rất là nhiều người mà làm trong cái lĩnh vực này cũng khá là lâu và cũng rất là giỏi về tin học, nhưng mà cũng không ai có kết quả cả. Vậy thì cô phải tự hỏi là liệu cái khóa học này nó có cái chất lượng hay không. Và em cũng bức xúc về cái thái độ của cô, là chẳng hạn như bữa hôm có cái bạn anh Nam không nhỉ, là chỉ cần nói một câu mà giống như là ảnh hưởng tới cô thôi là cô cho out khỏi group luôn, không cần nói nhiều. Dạ, em xin bổ sung như vậy đây. Ok.
Đúng Thành luôn ơi, rồi. không có record hả Thành? Có Mình không có chị, record. có em có record Tại sao hết. chị không có thấy có bản record? Không, tại em Không record bằng 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 cái riêng của em quay hết toàn bộ cái màn hình mà. Dạ ok, chị có. yên tâm. Thì cũng nói thật sự mấy anh chị là gì đã cũng có nhiều rất là nhiều những người bạn đã tham gia vào những cái lớp học ví dụ như kiếm tiền về kể cả Sơn BS đó thì là kể cả những bạn giống như hôm bữa là có một bạn chia sẻ đó là vì bạn Nguyễn Trọng Anh đó có chia sẻ là nhiều khi mà tham gia những cái khóa học khác khi mà không hiệu quả thì lập tức người thầy đó sẽ hoàn trả lại tiền, bạn nó cũng có nói rõ ràng mà đó là sẽ hoàn hoàn trả lại lại tiền toàn bộ để cho gọi là gì để giữ lại cái uy tín của mình chứ không thể nào mà gọi là mình kêu người ta đóng một cái số tiền như vậy rồi vô bắt đầu không làm gì hết đó thì cũng giống như là bạn Hải nói là Thành rất là đồng tình về cái chuyện là gì là cái chuyện hôm bữa là bạn Nam á bạn Nguyễn Đăng Nam khi mà vô á lúc đó Thành không biết là chuyện gì xảy ra một trong những ngày đầu tại sao bạn Nam vô phát một cái tự nhiên là cái cô Tomato Hường nó bắt đầu là nói một hai câu rồi đó cái bắt đầu cho out luôn đó thì bắt đầu mình cũng Không, hơi bạn Nam bạn nói rất là nhẹ nhàng anh, chứ là bạn chỉ nói là cô nên dung để giải quyết từ lớp, cái tự nhiên cho ao khỏi lớp luôn, thì chứ đó không có nói gì hết á. thì tức nghĩa là gì là đã tức nghĩa là cái này là dẫn ra là cái việc này là nó đã có từ tồn tại từ trước rồi nó đã tồn tại từ trước rồi chứ không phải là từ cái lớp của chúng ta mà lớp trước rồi là đã có rồi nhưng mà không ai dám nói lên tiếng nói nào hết nên cô ta cứ tiếp tục như 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 vậy đúng không thì tất cả mấy anh chị thấy rõ ràng là khi mà cô ta đó là khi mà cái kênh mà Tomato Hường đó, cô ta lên nói rất là nhiều mà thậm chí kể cả trong lúc mà một trong những cái ngày đầu tiên nó lên cũng là hứa hẹn rất là nhiều thứ đúng không mấy anh chị em đúng chưa và cũng đều khẳng định được cái chuyện này khẳng định cái chuyện kia nhưng mà cái điều đáng buồn nhất là gì là khi mà không có đạt được cái gì hết á hoặc là có được cái gì là khi học viên mà hỏi á hỗ trợ á thì cô ta hoàn toàn gần như là giống như là dẫn con đi bỏ chợ vậy chú làm sao làm cứ đưa ra một cái gì đó mà trong khi đó về cái thị trường về Clickbank nó hoàn toàn là nó sử dụng bằng tiếng Anh chứ không phải là sử dụng bằng tiếng Việt đó thì bao trong đó là anh mấy anh chị em mình toàn bộ là sử dụng tiếng Việt mà cũng không có một cái phương pháp người hỗ trợ hay nói về một cái gì cả cứ kêu cố gắng không biết cố gắng là cố gắng như thế nào đúng không mấy anh chị hả đó thì bây giờ thì mấy anh chị em thì đừng 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 có sợ thì chúng ta đang là gì là đang là người bị hại chứ không phải gọi là chúng ta đi hại người khác đó chúng ta đang làm một công việc mà có thể rằng là gì? Để sau này là có thể là Tomato Hường sẽ là suy nghĩ lại cái chuyện của mình làm trước khi mà mình vượt quá cái gọi là gì cái sức chịu đựng của một con người đó thì bây giờ á thì Thành cũng tuyên bố là khi mà sau khi Thành ghi hình xong rồi sau khi biên tập xong rồi Thành sẽ có một cái cuộc thương thảo nói chuyện chung với lớp với lại cô Tomato Hường để đưa ra một cái kết 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 quả còn nếu như mà kết quả mà không đưa tới cái sự thỏa thuận của hai bên thì Thành sẽ sử dụng giải quyết là gì là sẽ đưa cái vấn đề này là nó sẽ đi lên nữa nó sẽ cao hơn nữa là nó liên quan tới pháp luật vậy mấy anh chị có đồng ý không mấy anh chị em có đồng ý không em ủng hộ dạ đồng ý anh đồng ý anh đồng ý anh Khương được được anh Khương anh Khương Ngọc Trước tiên mình cũng kia xin cảm ơn Thành. Thứ nhất là Thành ở trong đấy gọi là cũng gần mấy trong những nhà gói chung là gần khu trong những nhà Hường. Thế bây giờ như thế này này, Thành trước tiên Thành ghi lại xong này có ý kiến với lại Hường nếu mà để xem Hường phản hồi như nào, nếu mà mức độ căng quá thì có cần thì là tất cả mọi người sẽ làm đơn để gửi vào trong đấy, có thể là gửi đơn đơn ý vào xong gửi lại cho Thành để Thành có thể là mình sẽ dùng cái pháp luật đấy, bởi vì cái số tiền này rất là lớn lớn như thế này là không có một kiện là không phải là chuyện đơn giản đâu, to chuyện đấy. Đây thì giờ đấy sẽ nói ra cái hướng của mọi người trong nhóm là như thế này, để xem Hường cũng đầu tiên nói chuyện với Hường xong để Hường giải quyết xem ý của Hường thế nào, xong càng ngày mình sẽ Hường biết. Nói thật sự từ cái lúc nha, mình nhớ rất kỹ là Hường bảo là đầu tiên Hường nói chuyện là sẽ là dạy binh là chính, Hường nói thế, nhưng sau đó không cái tài khoản binh không sử dụng được vấn đề đề gì thì đánh lạc hướng sang một đằng là bây giờ chuyển sang các cái hình thức khác, sang hình thức khác thì từ cái lúc chuyển sang hình thức khác thì không bao giờ có một cái support gì cho mọi người cả, cho lớp cả. Nên là mọi người làm sao mà biết làm đây mình đang đi học nhưng mà tự đi học thì đã học ở trên mạng thì mày mò, nên là còn mình bỏ tiền ra mình đi học phải có người hỗ trợ mình chứ, đâu phải việc mỗi xem video đâu, video thì đầy ở trên mạng làm cái gì đâu. Đấy thì mình có ý kiến đấy.
Rồi cảm ơn anh Ngọc Phương rất nhiều. Còn anh chị nào có ý kiến nào không ạ? Còn anh chị em nào không ạ? Ôi, không phải ạ. Tôi thẳng thẳng lên trên tiếp rồi. Anh Nam có ý kiến gì không anh Nam? Em không ý kiến gì đâu anh ạ. Ok rồi, nó nghe anh Nam ơi, bạn tắt mic giùm được không? Hồi nãy giờ nó hơi bị ồn đó. Nha, cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Rồi thôi, dù sao là cũng cảm ơn cả lớp hơi nhiều. Hôm nay là có 2 là 9 2 4 6 8 9 9 anh chị trong lớp đã tham gia và đã dám đứng lên nói lên những điều mà là thật sự là vì có rất nhiều anh chị em muốn nói nhưng mà có vì một lý do gì đó mà họ không có tiện xuất hiện. Thì đấy, thì thực sự thì chúng ta làm cái này là chúng ta suy nghĩ về cái hướng về tương lai cho mọi người. Đầu tiên là giải quyết được gọi là cái sự uất ức trong lòng của chúng ta và giải quyết cho đến nơi đến chốn. Và cái thứ hai là gì, là sẽ giúp được cho thế hệ về sau, cho những người ngoài sau đừng có phải giống như là bị vô trường hợp anh em chúng ta nữa. Nên cái chuyện này không có gì ngại hết á. Thì trên cuộc đời con người đi thì nó phải bị vấp ngã, thậm chí bị lừa gạt mấy lần, thì chúng ta phải làm sáng rõ cái vấn đề đó để làm gì, để cho những người ngoài sau họ sẽ không bị nữa, và cho những cái con người đó những cái con người mà chuyên thích đi lừa gạt người khác á, là những cái người đó sẽ có cái bài học thích đáng nha. Mấy anh chị em cứ yên tâm, thì Thành sẽ cố gắng hết sức mình để mà hỗ trợ mấy anh chị em để mà có được cái kết quả sớm sớm nhất, và cũng như là sẽ thỏa mãn được tất cả các anh chị em. Thì Thành cũng không biết nói gì hơn, thì không biết là suốt bao nhiêu tháng nay thì không biết là cái số tiền là của cô Tomato Hường là nó còn bao nhiêu để có thể mà trang trải mà về chi hồi lại cho lớp như thế nào đó. Thì nên thì Thành muốn là khi mà có luôn cái cô Tomato Hường đó, thì cô mà trong cái group chat của mình đó, cái group chat mà của 90 Day Shop á, thì các bạn có việc chat với việc hỏi, và sau đó là được cái quán này sẽ quay hình hoặc là ghi chụp hình lại về cái phần màn hình đó. Bắt đầu thì được, thì bắt đầu thứ hai là gì, là Thành sẽ các anh chị sẽ phối hợp là gì, là sẽ gửi một hai cái tin nhắn gì đó vô trong cái 90 Day Up. Thành sẽ gửi, Thành hỏi trước, và mấy anh chị em hãy tương tác với nhau từ ở trong cái group của 90 Day Up luôn, chứ không có vô cái nhóm Athletic riêng nữa nha. Từ tương tác chính luôn, rồi sau đó là khi mà giải quyết vấn đề không được thì Thành sẽ nói chuyện trực tiếp với lại cô Hường, sẽ gửi cho cô về cái bản video clip này cho coi trước, Thành sẽ giữ lại, và sau đó là để coi cô có phản ứng gì không, còn nếu như không nữa thì Thành sẽ đưa cái chuyện này, nó sẽ tương đối là nó sẽ Thành sẽ làm lớn luôn nha. Vậy nha, được được không mấy anh chị em? Có mấy anh chị em nào có ý kiến gì không ạ? Dạ em đồng ý. Nhất trí. Đồng ý. Rồi ok. Em đồng ý. Rồi ok, vậy cảm ơn tất cả mấy anh chị em rất là nhiều nha. Hy vọng là chúng ta sẽ có được một cuộc sống gọi là tương đối là tốt đẹp hơn lúc trước. Rồi, chúc Thành trong đấy mạnh khỏe nha. Xong rồi giúp đỡ anh em, có gì thì cần anh em hỗ trợ okay, gì. Ok. Cái này cũng là giúp cho chúng mình, là cho mấy anh chị em luôn. Thì cụ thể là gì, là thực sự là gì cũng rất là ái nái trong lòng. Đó. Thực rất là ái nái trong lòng, để Thành tắt ra trước cái ghi hình. Phải, nhưng mà